Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả em ơi. Và lần này thì Khả sẽ tiếp tục mua một cái nhẫn mây mảnh 4 nha em ơi. Cho anh em xem thì nhẫn như thế nào và giá cả ra sao thì anh em cùng xem video này giúp Khả nha em ơi. Bây giờ Khả tiếp tục mua một cái nhẫn mây mảnh 4 nha em. Nhẫn này thì rao bán 20 kim thì Khả chạy giá mua với giá 16 kim, nói chung là hợp lý nha em. Cao quá, mắc quá. 16 kim khoảng tầm 1 triệu 1 triệu 1 anh em ơi, 1 triệu 1. Rồi. 16 kim. Rồi cho anh em xem thử 16 kim nha nè. 16 kim thì khoảng tầm đó, mày bán 4 dòng 1. Đó, tất cả những trang bị mày bán Khải đều dòng 1 hết nha em. Nói chung là nhiều anh em bảo dòng 1 ngon này nọ nhưng mà không biết thì cứ Khải cũng mặc dòng 1, dòng 2 thì cũng được mà đều dòng 1 thì nó mắc hơn. Nghe nói là dòng 1 hiệu ứng mày bán nó cao hơn nè. Nên là đồ đạc nó ra tốt hơn nên Khải cũng build đa số dòng 1 thôi. Còn dòng 2 thì cũng được. Nếu như không có dòng 1 thì mua dòng 2. Ok, bây giờ Khải sẽ đưa thí thiên mang anh em xem. Chung là cứ cố gắng sắm đủ set tính anh em ơi. Đó, ok chưa? Đủ set nha anh em. 6544 vừa rồi mua ngọc bội 4 nữa, 6544 là được 19. 19 với mặt nạ năm nó được may mắn 24 anh em ơi, được may mắn 24. Ok. Quá đột, quá đẹp luôn. Đó anh em ơi, anh em cùng xem sơ qua xếp may mắn này anh em ơi. May mắn 24 nha. Đây. 6 này. 5 này. 4 này. 4 này, ok chưa? Quá đẹp luôn nha anh em. Đó, và cái mặt này may mắn 5 nữa là tính ra hiện tại khả năng có cho mình là may mắn là 24 may mắn nha mọi người. 24 may mắn trong set đồ này nha anh em. Đó. Rồi. Để tiếp tục Khải sẽ tiếp tục sang lần bài bot cũng như là mua lần bài bot đánh cho anh em xem nha. Anh em đừng quên ủng hộ những series bem bot cũng như là những series đánh bot cho anh em xem nha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi bây giờ Khải cho thằng Thiếu Lâm lên trang rồi đánh tống kim tiếp nè mày.